Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh mua bán ô tô cũ của Đoàn Nghị. Hôm nay là ngày 30 tháng 12 năm 2020. Ô tô cũ Đoàn Nghị có địa chỉ ở thôn 1, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, nằm ngay sát quốc lộ 10, đối diện với chùa Cao Linh. Em lại tiếp tục lên sóng và báo giá tổng quan tổng thể những mẫu xe đang có tại cửa hàng và những mẫu xe vừa mới cập bến cửa hàng. Bác nào mà đúng chân một trong những mẫu xe ra có tại cửa hàng bên em thì hãy cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em lần đầu thì hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Và chiếc đầu tiên là chiếc Chevrolet Captiva có năm sản xuất 2008, phiên bản là số tự động, máy 2.4 máy xăng, chiếc này mang biển kiểm soát 14L 2594, tư nhân chính chủ, một chủ từ mới qua nhá. Chiếc này bên em đang chào bán với giá là 258 triệu đồng. Một anh chàng to cao đẹp trai đến từ thương hiệu nước Mỹ, gầm cao máy thoáng, trang bị 4 bánh Laragup, trang bị túi khí ABS đầy đủ. 258 triệu đồng cho một mẫu xe Chevrolet Captiva, sơn xi sạch sẽ đẹp đẽ các bác nhé. Một mẫu xe gia đình, gầm cao máy thoáng, không taxi, không dịch vụ. Tiếp theo đây là một mẫu xe Hyundai Grammy 10. Hyundai Grammy 10 có năm sản xuất 2014, bản đủ, tư nhân chính chủ, biển Hà Nội, xe gia đình các bác nhá, không taxi, không dịch vụ. Chiếc này bên em đang chào bán với giá là 252 triệu đồng cho một mẫu xe i10 nhập khẩu nguyên trước từ Ấn Độ, bản đủ, tư nhân chính chủ, biển Hà Nội. Bác là Hà Nội, Sài Gòn đúng chân mẫu xe này mua về thì đỡ được 20 triệu tiền biển các bác này. Nội thất rất là tươi các bác nhá, đề lỗ Stratos tích hợp trên vô lăng, i10 nhập khẩu nguyên trước từ Ấn Độ, rất đẹp. Tiếp theo đây là một mẫu xe Kia Morning. Kia Morning có năm sản xuất 2014, phiên bản là số sàn, máy 1.25, mang biển kiểm soát 15A 14036. Trước này bên em đang chào bán với giá là 189 triệu đồng cho một mẫu xe Kia Morning nhỏ gọn, chi chính, tiết kiệm nguyên liệu, Lara đúc 4 bánh, sơn xi đẹp đẽ sạch sẽ. Bác nào mà đúng chân mẫu xe này mua về chỉ việc đổ xăng mà sử dụng thôi. Màn hình Android, cam nồi đầy đủ. Tiếp theo đây là một mẫu xe lồi đồng cuối đá, một mẫu xe Toyota Vios có năm sản xuất 2015, phiên bản là số tự động, máy 1.5 máy xăng. Trước này em đã rút hồ sơ về tên em rồi. Bác nào mà đúng chân mẫu xe này sang tên thì trong một lốt nhạc thôi. Trước này bên em đang chào bán với giá là 419 triệu đồng cho một mẫu xe Toyota Vios, xe gia đình các bác nhá, tư nhân chính chủ, không taxi, không dịch vụ, form dáng rất là đẹp. Cam kết các bạn là không đâm sâu, không tai nạn, không ngập nước, không taxi, không dịch vụ, máy chất gầm chắc, máy số zin. Tiếp tục đây là một mẫu xe Toyota Camry có năm sản xuất 1997, đăng ký lần đầu 1998. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 155 triệu đồng cho một mẫu xe Toyota Camry. Chiếc này mang biển kiểm soát 15A 14871, bản sedan 2 đầu, la răng úp 4 bánh, sơn xi của nó sạch sẽ đẹp đẽ các bác nhá. Một mẫu xe tập đi tập lái, tránh mưa tránh nắng, 155 triệu đồng cho một mẫu xe Toyota Camry mang biển kiểm soát Hải Phòng, hoa phượng đỏ. Xe rất là cứng xe các bác nhá. Tiếp theo đây là một mẫu xe Daihatsu Matiz. Daihatsu Matiz có năm sản xuất 2009, phiên bản là số tự động, máy 0.8 máy xăng, mang biển kiểm soát Hà Nội, 29A 18314. Trước này bên em đang chào bán với giá là 162 triệu đồng cho một mẫu xe Daihatsu Matiz. Một mẫu xe đăng ký là 5 chỗ ngồi, nhỏ gọn, xinh xinh, tiết kiệm nguyên liệu, sang ăn như người,
100 cây chứ là ăn tầm 4 lít đến 4 lít rưỡi xăng trên 100 cây số các bác nhá. Màn hình cam nồi đầy đủ. Tư nhân chính chủ biển Hà Nội, xe gia đình. Daihatsu Matiz. Hàng nhập khẩu nguyên trước từ Hàn Quốc. Tiếp tục đây là một mẫu xe Hyundai Grand i10. Hyundai Grand i10 có năm sản xuất 2015, đăng ký lần đầu 2016. Phiên bản là số sàn máy 1.0 máy xăng. Chiếc này mang biển kiểm soát 14A18904. Chiếc này bên em đang chào bán với giá là 268 triệu đồng cho một mẫu xe Hyundai Grand i10 bản đủ, tư nhân chính chủ, biển Hải, biển này biển Quảng Ninh, xe gia đình các bác nhá, không taxi, không dịch vụ. Đề lỗ cho ra tốt, tích hợp trên bô lăng, gương kính chỉnh điện, cột xòe nguyên bản theo xe. i10 nhập khẩu nguyên trước tiền nộ 268 triệu đồng, bao gồm phí rút hồ sơ toàn quốc cho các bác. Tiếp tục đây là một mẫu xe Hyundai Grand i10 có năm sản xuất 2017 các bác nhá. Phiên bản là số sàn máy 1.0 máy xăng, hàng nhập khẩu từ Ấn Độ. Trước này bên em đang chào bán với giá là 264 triệu đồng. Con này là bản thiếu các bác nhá. Sơn xi màu bạc, con này mới chạy được có 10 vạn các bác nhá, chạy chuẩn 10 vạn luôn, 264 triệu đồng cho một mẫu xe i10 nhập Ấn. Màn hình Android, màn hình cam nồi đầy đủ. Sơn xi màu bạc, rất là đẹp luôn. Tiếp tục đây là một mẫu xe Daihatsu Matiz. Daihatsu Matiz có năm sản xuất 2007. Phiên bản là số tự động máy 0.8 máy xăng. Trước này bên em đang chào bán với giá là 145 triệu đồng cho một mẫu xe Daihatsu Matiz. Nhập khẩu nguyên trước Hàn Quốc, một mẫu xe đăng ký là 5 chỗ ngồi. Nhỏ gọn, tiết kiệm nguyên liệu, xăng ăn như người các bác nhá. 145 triệu đồng. Tiếp tục đây là một mẫu xe Hyundai Grand i10 có năm sản xuất 2014 bản đủ, tư nhân chính chủ, biển Hải Phòng, 15A17062. Trước này bên em đang chào bán với giá là 152 triệu đồng. Con này là bản đủ. Đề lỗ số đã tốt, tích hợp trên bô lăng, gương kính chỉnh điện, cụp xòe nguyên bản theo xe. Hyundai i10 nhập khẩu nguyên trước tiền nộ. Màn hình cam nồi đầy đủ, rất là đẹp các bác nhá. Bác nào mà đúng chân mẫu xe này mua về chỉ việc đổ xăng mà sử dụng thôi. Tiếp tục đây là một mẫu xe Daihatsu Maglus. Daihatsu Maglus có năm sản xuất 2004. Phiên bản là số tự động máy 2.5 máy xăng. Chiếc này mang biển kiểm soát Hà Nội 30A67859. Chiếc này bên em đang chào bán với giá là 130 triệu đồng. Daihatsu Maglus, bản sedan 2 đầu, xe rất là đẹp các bác nhá. Tiếp tục đây là một mẫu xe Chevrolet. Chevrolet Spark có năm sản xuất 2014. Phiên bản là số sàn máy 1.0 máy xăng, form mới, form siêu nhân, mang biển kiểm soát 15A12209. Chiếc này bên em đang chào bán với giá là 158 triệu đồng cho một mẫu xe Chevrolet Spark mang thương hiệu của nước Mỹ. Một mẫu xe đăng ký là 5 chỗ ngồi, rất là tiết kiệm nguyên liệu. Con này là bản đủ các bác nhá. Trang bị 2 túi khí an toàn, một cho người lái với một người ngồi bên phụ, rất là ok. Tiếp tục đây là một mẫu xe Hyundai Getz. Hyundai Getz có năm sản xuất 2009. Phiên bản là số sàn máy 1.1 máy xăng, mang biển kiểm soát 15A57139. Trước này bên em đang chào bán với giá là 150 triệu đồng. Hyundai Getz, hàng nhập khẩu. Tiếp tục đây là một mẫu xe Kia Morning. Kia Morning có năm sản xuất 2014. Phiên bản là số sàn máy 1.25, mang biển kiểm soát 15A51031. Trước này bên em đang chào bán với giá là 189 triệu đồng cho một mẫu xe Kia Morning, nhỏ gọn, tiết kiệm nguyên liệu, xăng ăn như người. Bác nào mà đúng chân mẫu xe này mua về chạy gia đình hoặc chạy dịch vụ đều ok các bác nhé. Kia Morning sản xuất 2014, màn hình cam nồi đầy đủ, tư nhân chính chủ, biển Hải Phòng,
rất là đẹp các bác nhá. Tiếp tục đây là một mẫu xe Chevrolet Cruze, có năm sản xuất 2011, phiên bản là số tự động, máy 1.8 máy xăng. Chiếc này mang biển kiểm soát 25A 00071 các bác nhá. Chiếc này bên em đang chào bán với giá là 289 triệu đồng. Một mẫu xe Chevrolet Cruze, sơn xi màu vàng cát, xe gia đình, tư nhân chính chủ, không taxi, không dịch vụ. Bản sedan hai đầu, máy chất gầm chắc, côn số ngọt. Trang bị túi khí ABS đầy đủ. Chuyện về nó cơ luôn. Còn đây là phần nội thất của xe này. Ghế da nguyên bản theo nhà máy sản xuất các bác nhá. Rất là ok. Tiếp tục đây là một mẫu xe Kia Forte, có năm sản xuất 2011, phiên bản là số sàn, máy 1.6 máy xăng. Chiếc này mang biển kiểm soát 29A 34538. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 279 triệu đồng cho một mẫu xe Kia Forte, bản sedan hai đầu, xe gia đình các bác nhá, không taxi, không dịch vụ một ngày, sơn xi rất là đẹp. Sau đây em sẽ tiến vào phần nội thất cho các bác xem này. Vâng, đây là phần nội thất của xe này. Chiếc này đã được trang bị màn hình cam lùi đầy đủ, màn hình Android, trang bị bô lăng 4 chấu tích hợp trên bô lăng. Một mẫu xe Kia Forte, sản xuất 2011, sơn xi của nó đẹp đẽ sạch sẽ các bác nhá, xe gia đình. Tiếp tục đây là một mẫu xe Toyota Vios, có năm sản xuất 2006 các bác nhá. Phiên bản số sàn, máy 1.5 máy xăng. Trước này bên em đang chào bán với giá là 165 triệu đồng cho một mẫu xe Toyota Vios. Bản này là bản Nimo đã lên kịch đồ các bác nhá. 165 triệu đồng. Bác nào mà đúng chân mẫu xe này mua về tập đi tập lái, tránh mưa tránh nắng rất là ok. Tiếp theo đây là một mẫu xe Daewoo Lachetti, vừa mới cập bến cửa hàng xong. Một mẫu xe Daewoo Lachetti có năm sản xuất 2000 Chevrolet Avell. Chevrolet Avell có năm sản xuất 2013, phiên bản số sàn, máy 1.5 máy xăng, mang biển kiểm soát 99A 04709. Chiếc này bên em đang chào bán với giá là 218 triệu đồng cho một mẫu xe Chevrolet Avell, bản sedan hai đầu. Một mẫu xe gia đình các bác nhé, không taxi, không dịch vụ. Còn đây là phần nội thất của xe này. Trang bị hai túi khí an toàn, màn hình cam lùi đầy đủ. Chevrolet Avell, 218 triệu đồng cho một mẫu xe gia đình, không taxi, không dịch vụ các bác nhé. Tiếp tục đây là một mẫu xe này, là mẫu xe Hyundai Grammy 10, có năm sản xuất 2014, phiên bản số sàn, máy 1.0 máy xăng. Chiếc này mang biển kiểm soát 17A 18731. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 199 triệu đồng. 199 triệu đồng cho một mẫu xe Hyundai Grammy 10, bản thiếu các bác nhá. Sơn xi màu trắng ngọc trinh. Tay lắm mở cửa đã được ốp inox mạ chrome. Ghế lỉ nguyên bản theo xe, màn hình cam lùi đầy đủ. Một mẫu xe tập đi tập lái, tránh mưa tránh nắng, mua về chạy gia đình hoặc là chạy dịch vụ đều ok. i10 nhập khẩu nguyên trước tiểu nọ. Tiếp tục đây là một mẫu xe Isuzu có năm sản xuất 2004, máy dầu, máy 2.5. Trước này bên em đang chào bán với giá là 169 triệu đồng cho một chiếc Isuzu, mang biển kiểm soát 89K 5783 các bác nhá. Một chủ từ mới Isuzu, máy dầu, máy dầu một cầu,
169 triệu đồng. Xe gia đình, không taxi, không dịch vụ, gầm cao máy thoáng. Tiếp tục đây là một mẫu xe Innova. Toyota Innova có năm sản xuất 2010. Phiên bản là số sàn, máy 2.0, máy xăng. Chiếc này mang biển kiểm soát 15A31396. Chiếc này bên em đang chào bán với giá là 310 triệu đồng cho một mẫu xe lồi đồng cuối đá, một mẫu xe quốc dân Toyota Innova bản G bản đủ, tư nhân chính chủ, không taxi, không dịch vụ các bác nhé. Một mẫu xe gia đình với giá tiền 310 triệu đồng. Bên em có bao rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho các bác. Tiếp tục đây là một mẫu xe Daewoo Lachetti có năm sản xuất 2010, đăng ký lần đầu 2011. Chiếc này mang biển kiểm soát 14A00487. Chiếc này bên em đang chào bán với giá là 179 triệu đồng. Daewoo Lachetti bản sedan 2 đầu, trang bị Larangduc 4 bánh, nốp dép rất là đẹp. Một mẫu xe gia đình, tư nhân chính chủ, biển Quảng Ninh, không taxi, không dịch vụ một ngày các bác nhá. Rất là đẹp luôn. Bác nào mà đúng chân mẫu xe này mua về chỉ việc đổ xăng và sử dụng thôi. Sơn xi sạch sẽ đẹp đấy ạ. Tiếp tục đây là một mẫu xe Kia Morning. Kia Morning có năm sản xuất 2008 các bác nhá. Sản xuất 2008, phiên bản là số tự động, máy 1.0, máy xăng, hàng nhập khẩu nguyên trước từ Hàn Quốc. Chiếc này bên em đang chào bán với giá là 190 triệu đồng cho một mẫu xe Kia Morning. Nhỏ gọn, xinh xinh, tiết kiệm nguyên liệu. Tích hợp xi nhan trên gương, gương kính chỉnh điện nguyên bản theo xe. Xe gia đình các bác nhá. Kia Morning 190 triệu đồng. Các bác đã sở hữu một mẫu xe Kia Morning này. Còn đây là phần nội thất của xe này. Ghế da trang bị màu đen, trang bị túi khí an toàn cho người lái, màn hình cam nồi đầy đủ. 190 triệu đồng cho một mẫu xe Kia Morning này. Tiếp tục đây là một mẫu xe Hyundai Grand i10 có năm sản xuất 2014, phiên bản là số sàn, máy 1.0, máy xăng. Chiếc này mang biển kiểm soát 15A13411. Chiếc này bên em đang chào bán với giá là 208 triệu đồng cho một mẫu xe Hyundai Grand i10. Trang bị 4 bánh Larangduc, lốp dép rất là đẹp, tích hợp xi nhan bên sườn. Đăng kiểm của nó có đến tháng 6 năm 2022. Mang tên tư nhân biển Hải Phòng các bác nhá. Hyundai Grand i10 nhập khẩu nguyên trước từ Ấn Độ, 208 triệu đồng. Các bác đã sở hữu một mẫu xe Hyundai Grand i10 này, hàng nhập khẩu nguyên trước từ Ấn Độ các bác nhá. Tiếp theo đây là một mẫu xe Toyota Vios, một mẫu xe lồi đồng cuối đá, một mẫu xe quốc dân. Trước đây bên em đang chào bán với giá là 240 triệu đồng cho một mẫu xe Toyota Vios. Xe gia đình các bác nhá, không taxi, không dịch vụ, mang biển kiểm soát 15A34709, 240 triệu đồng. Các bác đã sở hữu một mẫu xe Toyota Vios này. Sơn xi sạch sẽ đẹp đẽ, trang bị túi khí ABS đầy đủ. Tư nhân chính chủ, biển Hải Phòng. Màn hình cao đủ đầy đủ. Tiếp theo đây là một mẫu xe Kia Carnegie. Kia Carnegie có năm sản xuất 2010, tư nhân chính chủ, một chủ tư mới. Chiếc này mang biển kiểm soát Hà Nội, bác nào Hà Nội, Sài Gòn đúng chân mẫu xe này mua về thì đỡ được 20 triệu tiền biển các bác này. Chiếc này bên em đang chào bán với giá là 265 triệu đồng cho một mẫu xe Kia Carnegie. Một mẫu xe đăng ký được 7 chỗ ngồi, mang thương hiệu Hàn Quốc, một chủ tư mới các bác nhá. Larangduc 4 bánh, nốp dép rất là đẹp, tay lắm mở cửa đã được ốp inox macro. Nội thất nguyên bản theo xe. Kia Carnegie 265 triệu đồng. Tiếp theo đây là một mẫu xe Avante. Avante có năm sản xuất 2011, phiên bản là số tự động, máy 2.0, máy xăng.
Trước này bên em đang chào bán với giá là 335 triệu đồng cho một mẫu xe Hyundai Avante mang biển kiểm soát 15A 03377, một mẫu xe gia đình, không taxi, không dịch vụ một ngày các bác nhá. Hyundai Avante sơn xi màu đen, bản phun cửa sổ trời, với giá tiền 335 triệu đồng. Bên em có bao rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho các bác. Nội thất rất là tươi, đầu đài nguyên bản theo xe, tích hợp trên vô lăng, trang bị túi khí ABS đầy đủ, tư nhân chính chủ biển Hải Phòng. Tiếp tục đây là một mẫu xe Daewoo Lachetti. Daewoo Lachetti có năm sản xuất 2010, phiên bản số sàn, máy 1.6, máy xăng, hàng nhập khẩu nguyên trước từ Hàn Quốc, mang biển kiểm soát 34A 35299. Trước này bên em đang chào bán với giá là 228 triệu đồng, hàng nhập khẩu các bác nhá, bản sedan hai đầu. Hàng nhập khẩu thì tôn vỏ của nó rất là dày. Dòng Daewoo Lachetti form dáng của nó không bao giờ bị lỗi thời các bác nhá. Với giá tiền 228 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe Daewoo Lachetti này. Rất là đẹp. Tiếp theo đây là một mẫu xe Toyota Vios, một mẫu xe lồi đồng cuối đá, sản xuất 2010. Số sàn máy 1.5, máy xăng. Con này là bản E xịn các bác nhá. Trước này bên em đang chào bán với giá là 238 triệu đồng cho một mẫu xe Toyota Vios, bản E số sàn, máy 1.5, máy xăng, trang bị túi khí ABS đầy đủ, tư nhân chính chủ biển Thái Bình. 238 triệu đồng. Tiếp tục đây là một mẫu xe Toyota Vios có năm sản xuất 2007, phiên bản là số sàn, máy 1.5, máy xăng, mang biển kiểm soát Hà Nội 29A 99080. Trước này bên em đang chào bán với giá là 165 triệu đồng, trang bị 4 bánh đa đúc, phanh đĩa 4 bánh các bác nhá. Nội thất của nó rất là tươi, ghế da trang bị màu đen chỉ đỏ. Bác nào mà đúng chân mẫu xe này mua về tập đi tập lái, tránh mưa tránh nắng rất là ok. Một mẫu xe Toyota Vios, bản Nimo đã lên kịch đồ các bác nhá. Tiếp tục đây là một mẫu xe Chevrolet Vivante. Chevrolet Vivante có năm sản xuất 2008, phiên bản là số sàn, máy 2.0, máy xăng, mang biển kiểm soát 37A 70059. Trước này bên em đang chào bán với giá là 165 triệu đồng bao gồm phí rút hồ sơ, vận chuyển toàn quốc cho các bác. Bác nào mà đúng chân mẫu xe này thì hãy cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Tiếp tục đây là một mẫu xe Toyota Innova. Toyota Innova bản G số tự động, máy 2.0, máy xăng. Con này là sản xuất 2016 các bác nhá. Số tự động, mang biển kiểm soát 15A 49102. Trước này bên em đang chào bán với giá là 538 triệu đồng cho một mẫu xe Toyota Innova, một mẫu xe lồi đồng cuối đá, một mẫu xe quốc dân mang thương hiệu Nhật Bản. Form dáng rất là đẹp, xe gia đình các bác nhá, không taxi, không dịch vụ, lốp dẹp rất là ok, tích hợp xi nhan trên gương, gương kính chỉnh điện. Còn đây là phần nội thất của xe này, ghế da nguyên bản theo nhà máy sản xuất, màn hình cam nồi đầy đủ, tư nhân chính chủ biển Hải Phòng, Innova bản G số tự động, máy 2.0. Tiếp theo đây là một mẫu xe Kia Carens có năm sản xuất 2011, phiên bản là số sàn, máy 2.0, máy xăng, mang biển kiểm soát 34A 40040. Trước này bên em đang chào bán với giá là 268 triệu đồng cho một mẫu xe Kia Carens đăng ký 7 chỗ ngồi, mang thương hiệu Hàn Quốc, sơn xi màu ghi xám lông chuột rất là đẹp, không taxi, không dịch vụ các bác nhá, xe gia đình. Và sau đây em sẽ tiến vào phần nội thất cho các bác xem này. Vâng, đây là phần nội thất của xe này. Màn hình cam nùi đầy đủ, màn hình Android. Một mẫu xe Kia Carens đăng ký 7 chỗ ngồi. Tiếp tục đây là một mẫu xe Toyota Corolla Altis.
Toyota Corolla Altis có năm sản xuất 2003 các bác nhá, số sàn máy 1.8 máy xăng. Chiếc này bên em đang chào bán với giá là 200 triệu đồng cho một mẫu xe Toyota Corolla Altis, số sàn máy 1.8, xe gia đình không taxi không dịch vụ, bản sedan 2 đầu. Còn đây là phần nội thất của xe này. Nội thất rất là tươi các bác nhá, trang bị túi khí ABS đầy đủ, màn hình cam nồi. Tiếp tục đây là một mẫu xe Chevrolet Avel. Chevrolet Avel có năm sản xuất 2016, số sàn máy 1.5 máy xăng. Tư nhân chính chủ, một chủ tự động, mang biển kiểm soát 14A19192. Chiếc này bên em đang chào bán với giá là 255 triệu đồng cho một mẫu xe Chevrolet Avel. Form dáng rất là đẹp, sơn xi màu trắng ngọc trinh, trắng hơn cả ngọc trinh các bác nhé. Bác nào mà đúng chân mẫu xe này mua về chạy gia đình hoặc chạy dịch vụ đều ok. Trang bị hai túi khí an toàn, túi khí ABS đầy đủ, màn hình cam nồi. Tư nhân chính chủ, một chủ từ mới qua nhá. Avel. Tiếp tục đây là một mẫu xe Toyota Innova. Toyota Innova có năm sản xuất 2008, bản G, bản đủ, tư nhân chính chủ, biển Hải Phòng. 15A 28597. Trước này bên em đang chào bán với giá là 279 triệu đồng. Với giá tiền 279 triệu đồng, bên em có bao rút hồ sơ toàn quốc cho các bác. Một mẫu xe Innova, bản G, bản đủ, tư nhân chính chủ, biển Hải Phòng, không taxi, không dịch vụ các bác nhá. Trang bị la răng đúc 4 bánh, lốp dép rất là đẹp, tích hợp xi nhan trên gương. Còn đây là phần nội thất của xe này. Nội thất rất là đẹp các bác nhá, màn hình cam nồi đầy đủ, bô lăng 4 chấu, túi khí ABS đầy đủ. Tiếp theo đây là một mẫu xe Daihatsu Lacetti. Con này vừa mới cập bến cửa hàng hôm nay các bác nhá. Chiếc này mang biển kiểm soát 17A03890. Một mẫu xe Daihatsu Lacetti bản sedan 2 đầu, xe gia đình, không taxi, không dịch vụ. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 165 triệu đồng. Daihatsu Lacetti, bản sedan 2 đầu, rất là đẹp, lốp dép các bác xem còn đạt đến khoảng 85-90% các bác này. Bác nào mà đúng chân mẫu xe này mua về chỉ việc đổ xăng mà sử dụng thôi. Nội thất tươi, sạch sẽ, đẹp đẽ. Tiếp tục đây là một mẫu xe Kia. Kia Celato có năm sản xuất 2009, phiên bản số tự động, máy 1.6 máy xăng. Chiếc này bên em đang chào bán với giá là 299 triệu đồng. 299 triệu đồng cho một mẫu xe Kia Celato, tư nhân chính chủ, một chủ từ mới, mang biển kiểm soát 19A 5095 các bác nhá. Không một ngày taxi dịch vụ, xe thật đẹp. Tiếp tục đây là một mẫu xe Chevrolet Avel. Chevrolet Avel có năm sản xuất 2013, phiên bản là số tự động, máy 1.5 máy xăng. Chiếc này mang biển kiểm soát 79A 28034. Chiếc này bên em đang chào bán với giá là 255 triệu đồng cho một mẫu xe Chevrolet Avel, sơn xi màu trắng, trang bị 4 bánh đa năng đúc, bản sedan 2 đầu, số tự động các bác nhá. Xe gia đình, không taxi, không dịch vụ một ngày, Chevrolet Avel, 255 triệu đồng. Tiếp tục đây là một mẫu xe Toyota Vios, một mẫu xe quốc dân, một mẫu xe lồi đồng cuối đá. Chiếc này mang biển kiểm soát Hà Nội 30A 01933. Chiếc này bên em đang chào bán với giá là 165 triệu đồng cho một mẫu xe Toyota Vios, tập đi tập lái, tránh mưa tránh nắng rất là ok. Mang thương hiệu Nhật Bản, bản sedan 2 đầu, bản Nimo đã lân kịch đồ các bác nhá. Tiếp tục đây là một mẫu xe Toyota Vios có năm sản xuất 2013, phiên bản là số sàn, máy 1.5 máy xăng. Chiếc này mang biển kiểm soát 15A 58876. Chiếc này bên em đang chào bán với giá là 285 triệu đồng cho một mẫu xe Toyota Vios, bản E, số sàn, mắt thâm vành trì, bô lăng méo các bác nhá. Đấy, một mẫu xe lồi đồng cuối đá.
285 triệu đồng. Bên em có bao rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho các bác. Nội thất này rất là tươi. Tiếp tục đây là một mẫu xe Hyundai Venla. Hyundai Venla có năm sản xuất 2008, số sàn máy 1.4, máy xăng, hàng nhập khẩu. Chiếc này mang biển kiểm soát 14A16472. Chiếc này bên em đang chào bán với giá là 145 triệu đồng. Hyundai Venla. Tiếp tục đây là một mẫu xe Toyota Vios. Toyota Vios có năm sản xuất 2010. Bản này là bản Nimo các bác nhá, mang biển kiểm soát 19A27454. Chiếc này bên em đang chào bán với giá là 195 triệu đồng cho một mẫu xe Toyota Vios, sơn xi màu trắng ngọc trinh. Đấy, rất là đẹp các bác nhá, mang biển kiểm soát 19A, biển kiểm soát Phú Thọ. Vâng, đây là phần nội thất của xe này, rất đẹp các bác nhá. Tiếp theo đây là một mẫu xe Toyota Corolla Altis có năm sản xuất 2008, số sàn máy 1.8, máy xăng. Một mẫu xe gia đình, không taxi, không dịch vụ, bản sedan hai đầu, trang bị túi khí ABS đầy đủ, tư nhân chính chủ, không taxi, không dịch vụ. Trước này bên em đang chào bán với giá là 285 triệu đồng cho một mẫu xe Toyota Corolla Altis, bản số sàn máy 1.8 các bác nhá, mang biển kiểm soát Quảng Nam. Form dáng rất là đẹp. Tiếp tục đây là một mẫu xe, mẫu xe Ford Escape có năm sản xuất 2008, phiên bản là số tự động, máy 2.3, máy xăng, mang biển kiểm soát Hà Nội, bác là Hà Nội, Sài Gòn đúng chân. Mẫu xe này mua về thì đỡ được 20 triệu tiền biển các bác này. Trước này bên em đang chào bán với giá là 258 triệu đồng cho một mẫu xe Ford Escape. Một mẫu xe đăng ký là 5 chỗ ngồi, rất là rộng rãi luôn các bác nhá. Đấy, bên em hôm nay về tràn ngập bãi các bác nhá. Bác nào mà đúng chân một trong những mẫu xe đang có tại cửa hàng bên em thì hãy cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em. Tiếp tục đây là một mẫu xe Innova. Toyota Innova có năm sản xuất 2006. Xin lỗi các bác nhé, con này sản xuất 2007, phiên bản là số sàn máy 2.0, tư nhân chính chủ, biển Hà Nội. Trước này bên em đang chào bán với giá là 265 triệu đồng, bản G, bản đủ các bác nhé, mang biển kiểm soát Hà Nội, bác là Hà Nội, Sài Gòn đúng chân. Mẫu xe này mua về thì đỡ được 20 triệu tiền biển các bác này, 29A 73946. Tiếp tục đây là một mẫu xe Kia Carnet có năm sản xuất 2012, đăng ký lần đầu 2013, phiên bản số sàn máy 2.0, máy xăng. Trước lại bên em đang chào bán với giá là 268 triệu đồng. Đấy, mang biển kiểm soát Nghệ An. Kia Carnet đăng ký 7 chỗ ngồi, rất là rộng rãi, thương hiệu của Hàn Quốc. Tiếp tục đây là một mẫu xe Toyota Innova G có năm sản xuất 2006, lâng form 2010 các bác nhá. Trước này bên em đang chào bán với giá là 258 triệu đồng. Innova bản G, bản đủ, tư nhân chính chủ, không taxi, không dịch vụ. Tiếp tục đây là một mẫu xe Mitsubishi Jolly bản đủ, đèn cột, lốp treo, turbo, mát xích. Trước này là sản xuất 2006, đời chót của Jolly các bác nhá. Trước này bên em đang chào bán với giá là 159 triệu đồng cho một chiếc Mitsubishi Jolly. Tiếp tục đây là một mẫu xe Avanza. Toyota Avanza có năm sản xuất 2018, phiên bản là số sàn, máy 1.4, máy xăng. Một mẫu xe đăng ký là 7 chỗ ngồi, một mẫu xe lướt các bác nhé. Trước này bên em đang chào bán với giá là 446 triệu đồng. Xe gia đình, không taxi, không dịch vụ một ngày. Độ đồng sơn zin của chiếc xe này còn khá là nhiều các bác này. Lốp dẹp rất là đẹp. Tiếp tục đây là một mẫu xe Toyota Innova bản V, số tự động, máy 2.0, máy xăng, xe gia đình. Trước này bên em đang chào bán với giá là 315 triệu đồng. Tiếp tục đây là một mẫu xe tập đi tập lái, tránh mưa tránh nắng, Toyota Corolla Sida có năm sản xuất 1993,
hàng nhập Nhật các bác nhá, hàng nhập Nhật. Toyota Creasida sản xuất 1993, 75 triệu đồng. Tiếp tục đây là một mẫu xe Mazda 323 bản Classic, bản đủ, tư nhân chính chủ, không taxi, không dịch vụ. Trước này bên em đang chào bán với giá là 142 triệu đồng Mazda 323. Tiếp tục đây là một anh chàng Ford Mondeo. Ford Mondeo có năm sản xuất 2005, đăng ký lần đầu 2007. Form mới đèn hai vạch, mang biển kiểm soát 98A 29082. Trước này bên em đang chào bán với giá là 182 triệu đồng cho một anh chàng Ford Mondeo, xe gia đình, không taxi, không dịch vụ một ngày các bác nhá, một mẫu xe hạng sang. Bây giờ giá tiền chỉ có hơn 100 triệu đồng một chút, 182 triệu đồng. Tiếp tục đây là một mẫu xe Kia Morning nhỏ gọn, xinh, tiết kiệm nguyên liệu. Con này bản SI, bản đủ, tư nhân chính chủ, biển Hải Dương. Trước lại bên em đang chào bán với giá là 225 triệu đồng Kia Morning, bản đủ các bác nhá. Tiếp tục đây là một mẫu xe Toyota JGL. Toyota JGL có năm sản xuất 2005, phiên bản là số sàn, máy 2.0, máy xăng, mang biển kiểm soát 11A 00786. Trước lại bên em đang chào bán với giá là 195 triệu đồng Toyota JGL, bản GL xịn các bác nhé. Form dáng rất là đẹp, dòng Toyota máy móc của nó rất là lành, đồ đạc thì rất là dễ thay thế các bác nhé. Dạ vâng, ô tô cũ Đoàn Nghị có địa chỉ ở thôn 1, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Em vừa quay tổng quan tổng thể những mẫu xe đang có tại cửa hàng và những mẫu xe vừa mới cập bến cửa hàng. Bác nào mà đúng chân một trong những mẫu xe đó đang có tại cửa hàng bên em thì hãy cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em lần đầu thì hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Và xin chào và hẹn gặp lại anh em những video lần sau ạ.